phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin cung kính đảnh lễ tất cả Đức Phật Bồ Tát. Hôm nay con xin đem hai cuộn kinh Địa Tạng chép tay để cúng dường lên chư Phật Bồ Tát, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp chúng sanh sớm trở thành Phật đạo. Con xin cung kính, xin cung thỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện chép tay. Xin đa và Sammo di soha.